Kính thưa quý vị, và bây giờ Quốc Thuận và Ngọc Lan đang ở trong nhà bếp của anh Sơn và chuẩn bị thưởng thức món ăn do chính bàn tay của danh ca Ngọc Sơn nấu. Mời hai anh em chúng tôi ăn. Hôm nay mời hai em đến đây thì anh hạnh phúc vô cùng. Cả nhà thấy đây, cái món trứng này Ngọc Lan vừa nãy mới thử một miếng. Tại sao nó có độ dẻo nó lại, em ăn thử đi, em tận thị đi nha. Rồi, em miếng. Dạ, con mời bác ăn cơm. Con mời bác, mời ăn. Mời anh ba ăn cơm. Đó, đây này nghe, ăn chay nhưng mà ăn trứng được nha quý vị. Em đố anh trong đó có gì, anh ăn thử miếng trứng. Có mùi chả. Đúng. Hay quá. Ồ, lạ nghe. Lần đầu tiên em ăn trứng mà chiên chả. Chả, cà chua, hành, dưa leo, trứng. Cái vấn đề là dẻo với quan trọng. Đó. Anh cái trứng nó dẻo dẻo đấy. Đó, em chiên đi thì anh mai mốt anh sẽ chỉ ra một bí kíp chiên mà trứng mà nó dẻo. Anh sẽ xin nói phản bác một câu như thế này. Hầu gạo thơm lắm. Mà đôi khi có nhiều ý kiến cứ nói là ăn gạo mập, mà anh ăn suốt ngày anh đâu có lên ký đâu, do người ta thôi. Thực sự là cái đây là bất công với hạt gạo nhiều lắm. Cái lên cứ coi là ăn gạo mập, ăn cơm mập, người ché cơm nó tích hạt gạo nuôi chúng ta sống lên từ hạt gạo. Có em trong đó nữa đó. Đúng không? Tôi ăn gạo đây nè, thấy tướng tôi ngon không? Hả? Không hề đó. Không hề có mỡ biết miếng nào. Cơm ngày ba bữa bình thường. Anh bao lâu thì cái bàn này đầy đủ hết tất cả các thành viên? Thì trong tuần lễ anh hú hai em trai lên về lên ăn với anh. Anh biết không, cứ mỗi lần em gặp anh là em thấy anh rất là nhiều năng lượng và bao giờ cũng tỏa ra một cái năng lượng rất là tích cực. Vậy em muốn hỏi anh, có khi nào anh buồn không? Trong cuộc sống anh á, anh trải qua tất cả mọi thứ nó khủng khiếp rồi. Anh những cái điều buồn hoặc những điều nó ghê gớm anh không nói ra. Dạ. Mọi người cũng đã biết anh đã từng trải qua nhiều cái điều buồn. Cảm ơn cái dấu ấn số 13 năm 2014. Đại gia đình xem thì cũng bể cái vực cửa kiến. Sau đó là Nguyễn Du mình á. Thì nhờ qua cái đó anh mới từ từ anh mới trở lại. Biến động là chuyện bình, nó phải biến động thôi. Để chúng ta phải trở lớn lên thành người. Dạ. Yeah. Chứ anh có viết cái bài Những điều cha dạy. Sáng tác mà chưa phát hành, chưa gì hết. Hát lần đầu tiên nóng luôn. Đó. Đó. Đừng hối tiếc những gì đã qua, hãy nhìn ra con đường phía trước và tiếp bước chẳng ngại gian lao, dù rằng có khó khăn là bao. Giọt nước mắt lúc mẹ sanh ra là câu ca dắt ta vào đời. Chẳng vinh quang nào được tô son, tìm bình yên trong ngàn giông tố. Ô la la, ô la 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 la, ô la la, ô la 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 la. Khắc ghi lời của cha ngày nào dặn dò, lớn khôn rồi chớ đừng nhỏ nhoi. Ô la la, ô la 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 la, ô la la, ô la 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 la. Hãy sống yêu người chứ không chỉ cho riêng mình, cùng yêu quê hương xây dựng đất nước. Thưa cha con sẽ vâng lời. Cảm ơn cha yêu những điều cao quý, con luôn ghi nhớ suốt đời. Những điều cha dạy. Em nghe bài hát đó, em nghĩ rằng nếu như bác trai còn sống thì bác trai sẽ rất là hạnh phúc. Anh, em được biết là khi mà bác trai mất, anh đã mất một thời gian khá là dài để anh có thể mới quay trở lại với chính mình. Ba bị cái bệnh từ đau tim cứ vật lên vật xuống, rồi mình cũng thương cái nhiều cảm xúc từ xưa là thương quá. Khi ba mất thì thật sự không có hồn vía nào hát hò. Thì đó, thì ở nhà với lo cho mẹ với ở trong phòng không có ra ngoài. Nhưng mà sau này Ngọc Sơn cũng chấn tĩnh được. Và cũng luôn luôn ngày nào cũng cầu cho cha mẹ thắp nhang cũng vậy. Mẹ bây giờ mẹ khỏe đây, là mừng lắm. Em rất muốn biết là sắp tới những cái dự định của anh ba trong tương lai nó là như thế nào. Cuộc sống anh dự định nhiều lắm. Anh có nhiều cái chương trình âm nhạc mà anh dự án về âm nhạc của anh nuôi trong cái tư tưởng trong hoài bão của mình. Và phòng thu, mọi người thấy phòng thu của anh rồi, ngồi viết nhạc, nghiên cứu. Rồi có những bài hát và những chương trình dự án âm nhạc. Và thực sự anh lên, anh muốn anh nổi tiếng làm gì? Nói thật nha, giá trời còn nổi tiếng trên mạng, mọi thứ để làm gì? Con giúp người khác. Nổi tiếng cũng là cách để giúp. Rồi ngày nào có nghe ghé mẹ sao, mẹ sao khỏe không? Ngày nào có gì nhắn tin, họ kiếm chuyện hỏi chơi. Cứ bưng qua phải coi nghe tiếng mẹ, rồi lâu lâu rồi qua phòng mẹ đi ngang qua, ngang lại thăm hoài à. Anh hạnh phúc. Hôm qua anh có nhắn cho mẹ cái tin đó mà. Ở cùng nhà mà vẫn
nhắn tin chơi vậy đó. Trời, thấy thương quá vậy. Nhắn hoài hả? Thường là nhắn những gì anh? Anh đó ở xa mẹ chứ chưa chắc khi nào anh cũng làm điều đó nha. Tâm sự chơi, ok. Đây. Nè, để đây, em đọc. Hôm nay mày nói chuyện cho mẹ em, để đưa ra luôn cái gì khai trơn à. Mẹ dấu yêu, khi mẹ còn sống thì đứng tên tất cả tài sản với con. Đó niềm là... hạnh phúc lớn nhất là sức khỏe của mẹ. Mọi thứ vật chất con không quan tâm. Đúng rồi. Tại vì mẹ tính làm chuyển tình cái giấy tờ nhà qua tên anh đứng. Mọi thứ anh đứng thôi, mẹ đứng hết thì khỏi. No. Anh có biết vì sao mẹ muốn chuyển tên cho anh không? Lý do tại sao là trong giai đoạn này bác lại muốn chuyển tên lại cho anh Sơn? Đâu đơn giản, không có gì thì bác cũng già rồi, không biết là bao nhiêu năm nữa hay lúc nào đi như thế nào. Rồi con mình thì cũng lại chưa có gia đình, chưa có con, chưa có vợ nữa, rồi bác không biết làm sao nữa. Chứ là bác sợ đó. Sợ, bác sợ, bác lo. Thế ra ở anh Sơn em thấy ảnh là một người, đúng là một người nghệ sĩ, không màng tới cái vật chất. Cả cuộc đời anh chỉ dành hết cái cảm xúc của mình là phục vụ cho khán giả và báo hiếu cho cha mẹ. Cống hiến lúc còn hơi thở và đến khi không còn hơi thở vẫn tiếp tục cống hiến. Một cái nghĩa cử rất đẹp của anh Bà Học Sơn. Và đây cũng là một cái điều mà bác cũng rất là trăn trở. Tức là khi mà anh mất đi, anh muốn hiến xác cho khoa học. Trong anh hiện giờ, anh lo lắng nhất đó là điều gì? Mẹ mất sớm. Giống như mẹ muốn chuyển tên hoặc cái gì dính tới cái gì vật chất, con không muốn mẹ bận tâm cái gì hết. Mẹ là chết hết. Mọi người xung quanh giáo giao lên không nghe mình, mẹ qua đời rồi tai phản với nhau. Công Sơn cũng bình tĩnh, mẹ đưa giấy tờ nhà đó. Còn khi mà nhà thì định giá bao nhiêu ngàn cây, rồi ông ra đưa ở. Nếu có bất cứ chuyện gì, không biết chuyện gì xảy ra sau, Công Sơn không nói mẹ nghe tiếng nào. Mẹ đưa giấy tờ không dòm, mẹ giữ hết đi, không cần con gom cái đó. Mẹ khỏe là được, 1.000 tỷ cái gia đình chuyện nhỏ. Con nói thật mẹ, sức khỏe mẹ hiểu, con thương mẹ cái đó. Lo mẹ khỏe là được, mẹ phải xuống khỏe với con. Mẹ không có khóc, mẹ khỏe với con nha. Con và Ngọc Lan chỉ mong cầu là bác có thật nhiều sức khỏe để đi cùng với anh bà. Đó. Thế có thể là đi du lịch, đi nghe đọc tất cả mọi thứ để qua bên hết, bây giờ là tận hưởng. Tất nhiên là cái lò xo có ấn thì nó mới bung lên. Yeah. Trong cuộc sống mọi thứ anh xem như là thử thách thôi. Anh đã vượt qua được thử thách, cũng như là anh cũng trở lại sinh trời ơn trên cho anh trở lại tập 2. Yeah. Anh sẽ tập 2 nghĩa là khỏe đẹp lại, khỏe lại. Và mẹ cũng phải sống lâu lâu để mà nói những điều yêu thương với đại gia đình. Thôi thì nhân đây anh cũng thêm một lần nữa gửi lời yêu thương đến với đại gia đình khắp nơi. Xin kính chúc đại gia đình mọi điều tốt đẹp nhất. Em rất là cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em, riêng bản thân em thôi, em không dám nói ai hết. Đó là cho em thấy được cái thực sự là cái lòng hiếu thảo nó là như thế nào. Bởi vì cả một buổi khi em ngồi nói chuyện với anh á, em cảm thấy là mình còn rất là nhiều cái sự thiếu sót dành cho mẹ của mình. Em mồ côi cha từ rất là sớm, 1 tuổi mấy thôi là ba mất rồi. Thì chỉ có một mình mẹ em nuôi 2 anh em thôi mà thật sự những cái điều đơn giản nhất giống như anh làm cho mẹ mỗi ngày đó là hỏi mẹ thích ăn cái gì, em cũng lâu lắm là em cũng không làm được điều đó. Sau ngày hôm nay chắc chắn là em sẽ thay đổi rất là nhiều về cái cách em giao tiếp với mẹ. Em không thể nào mà bắt mẹ suốt ngày chạy theo tất cả những cái sở thích của em. Em bị thiếu sự quan tâm dành cho mẹ rất là nhiều. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, trong lúc nói chuyện thì anh ba Ngọc Sơn có nói là xin phép để anh ba đi ra ngoài, anh làm một cái gì đó. Anh ba Ngọc Sơn ơi, xong chưa? Anh đây. Dạ, con xin gửi tặng mẹ những tình cảm đấy, con đã gói gọn, con đã nói rất là nhiều rồi, gửi tặng mẹ nha. Con nhớ làm sao từ xa xưa ấy khi con vào đời, trăn trở cả đêm ngồi nghe mẹ kể mà nước mắt rưng rưng. Về một giây phút thiêng liêng, hài nhi vươn vai trong bụng mẹ rồi òa lên khóc.
giọt máu của mẹ bước ra chào đời. Dạ, anh ba ơi, bài này là tình mẫu tử. Dạ, và một lần nữa thì thay mặt những người thực hiện chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, Quốc Thuận và Ngọc Lan rất là cảm ơn anh Ngọc Sơn, cảm ơn bác Loan đã tạo điều kiện để cho cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay thật là ý nghĩa và rất là giá trị. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi, đó là 22:45 trên kênh HTV7 vào thứ năm hàng tuần. Và bây giờ thì Ngọc Lan, Quốc Thuận, gia đình anh. Tôi là trong môn. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.